Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Phúc. Đáng lẽ là theo đúng như kế hoạch thì Phúc sẽ live stream để gửi đến cô chú anh chị xem cái buổi live show dấu ấn cung tơ hòa điệu. Nhưng do ban tổ chức cả nhà cũng đã biết là thông báo bán vé online. Đây là một live show được đầu tư và bán vé online, nên ban tổ chức không cho khán giả quay phim, chụp ảnh cũng như live stream. Vì vậy Phúc không thể nào live stream để gửi đến cô chú anh chị xem cái buổi live stream, cái buổi live show hay của đàn gà con. Trên màn hình cô chú anh chị đang xem đó là sự xuất hiện của ba cô công chúa của gia đình ca sĩ Phi Nhung, đó là Tuyết Nhung, Quỳnh Trang và Thiên Ngân. Khi mà cô chú anh chị chúng ta nếu được xem trực tiếp tại sân khấu sẽ rất là hay. Hình ảnh của Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung rất là xinh đẹp trên sân khấu. Ba chị em với ba bộ đồ khác nhau. Và hình ảnh sống động cũng như tiếng nhạc, âm thanh, ánh sáng trên sân khấu rất đẹp. Nếu cô chú anh chị nào chúng ta xem online thì chúng ta cũng sẽ thấy được điều này. Thật rất là tiếc khi mà ban tổ chức không cho quay cũng như không cho live stream, nên Phúc không thể nào chia sẻ những hình ảnh này cho cô chú anh chị, những thước phim hay nhất, mà chỉ có thể chụp lại vài bức ảnh để gửi đến với cô chú anh chị trong cái video này. Cũng như Phúc sẽ tường thuật những cái bài hát mà Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Quỳnh Trang cùng với các ca nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình này. Thì đầu chương trình ba chị em xuất hiện, đó là Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung với ba trang phục rất là đẹp. Và ca khúc mà làm cho khán giả rất là xúc động đó là ca khúc ba chị em hát về tình mẹ Cửu Long. Một bài hát này làm cho khán giả khi có mặt đã xem rất là xúc động. Và tiếng hát của ba chị em cất lên lanh lảnh và nghe rất là xúc động. Ai ai cũng rớm nước mắt khi nghe bài hát của ba chị em. Thì sau đó là Quỳnh Trang hát cái ca khúc đó là Tựa Cánh Bèo Trôi. Một bài hát này được thể hiện bởi Quỳnh Trang rất là hay. Sau đó thì Thiên Ngân hát ca khúc Hát Về Miền Tây. Rồi lại tiếp tục là Tân Cẩu, bài Tân Cẩu được thể hiện bởi Quỳnh Trang, Thiên Ngân và Tuyết Nhung cùng với nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Cả ba đã thể hiện Tân Cẩu Lá Sầu Riêng. Khi nghe ca khúc này thì khán giả tại sân khấu nhà hát Hòa Bình vỗ tay rần rần và khen ngợi rất là nhiều tiếng hát của ba cô công chúa. Trên màn hình thì cô chú anh chị thấy ba cô công chúa áo vàng là Tuyết Nhung, áo xanh ở giữa là Quỳnh Trang và ở bìa đó là Thiên Ngân đã hát cất lên cùng với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, làm cho mọi người rất là xúc động khi hình ảnh của nghệ sĩ Thoại Mỹ giống như là hình ảnh của ca sĩ Phi Nhung ngày trước, làm cho mọi người thật sự cảm thấy rất là xúc động. Có thể nói đây là một live show rất là ấn tượng. Nếu mà cô chú anh chị chúng ta ngồi trực tiếp trên sân khấu, ngay sân khấu của nhà hát Bến Thành lúc này, thì sẽ cảm nhận được đây là một cái đêm nhạc, một đêm live show rất là hay, được đầu tư bài bản. Và sự thể hiện của Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung và nghệ sĩ Thoại Mỹ làm cho mọi người rất là xúc động. Kèm theo đó là những vũ công
với những cái màn vũ đạo cùng với hình ảnh của sương khói làm cho sân khấu lại lung linh màu sắc, cùng với những cái trang phục ánh đèn là một cái tiết mục rất là hay. Rồi tiếp theo sau đó là ca khúc mà Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung cùng với nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ thể hiện, đó là ca khúc Con Gái Của Mẹ. Đây cũng là một bài mà làm cho tất cả khán giả có mặt tại sân khấu đã rất là xúc động, những tràng vỗ tay liên tục khen thưởng cho tiết mục này của Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung cùng với nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Thì cả nhà cũng đã thấy được là những ngày vừa qua, nghệ sĩ Thoại Mỹ đã hướng dẫn, dìu dắt cùng với tiết mục của Thiên Ngân, Quỳnh Trang, Tuyết Nhung rất là nhiều. Giờ đây thì hai ca khúc tân cẩu cũng đã được thể hiện, đó là tân cẩu Lá Sầu Riêng và ca khúc Con Gái Của Mẹ. Rất là tuyệt vời, một bài hát, một ca khúc mà làm cho khán giả rất là xúc động, kèm theo màn vũ đạo, âm thanh, ánh sáng rất là tuyệt vời. Nói chung, đến xem được cái chương trình này sẽ cảm nhận được rất là hay. Dù Phúc ngồi ở phía xa so với những cái vị trí đầu thì hình ảnh chụp nó cũng hơi bị nhòe, hơi bị chói ánh sáng. Nếu cô chú anh chị chúng ta nhìn vào hình ảnh thì thấy nó hơi bị nhòe, hơi bị chói sáng vì Phúc ngồi ở xa, không có ngồi ở vị trí đầu. Nhưng mà nếu mà chúng ta có mặt trên sân khấu, chúng ta sẽ thấy rất là rõ hình ảnh rất là đẹp của Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung cùng với nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ biểu diễn trên sân khấu cùng với những vũ công. Nói chung là hình ảnh rất đẹp nha cả nhà, nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị nào chúng ta xem tại nhà, xem live stream cũng rất là đẹp. Và đây là ca khúc mà Thiên Ngân thể hiện, đó là Hát Về Miền Tây. Và ba nam ca sĩ khách mời, đó là Giono, Giác Long và Phú Quý có hát bè theo. Không biết cô chú anh chị có nhìn rõ hay không, thì Phúc ngồi ở xa chụp cái màn hình, chụp lên cái sân khấu thì hình ảnh của Thiên Ngân, của Giono, của Giác Long, của Phú Quý nó hơi bị nhè, do cái ánh sáng nha cả nhà, nó bị chói, cũng như điện thoại của mình nó cũng không có cái độ phân giải cao nên cũng không có đẹp. Nhưng mà thật sự nếu cô chú chị chúng ta đến xem tại sân khấu này sẽ thấy hình ảnh của các bạn rất là đẹp nha cả nhà, dưới những cái trang phục rất là đẹp, rất là phù hợp với đêm nhạc. Cũng như nếu cô chú anh chị nào chúng ta xem tại nhà, xem online thì chúng ta sẽ cảm nhận được điều đó. Thì một lần nữa Phúc cũng xin cáo lỗi cùng với cô chú anh chị khán giả là không thể live trực tiếp vì ban tổ chức không cho live trực tiếp cũng như không cho ghi hình. Vì vậy thì Phúc chỉ có thể tường thuật để gửi đến với cô chú anh chị những cái tiết mục trong đêm nhạc live show Dấu Ấn Cung Tơ Hòa Điệu. Xin chào và Phúc sẽ tiếp tục cập nhật ở những video sau. Mọi người nhớ cho Phúc xin một like, một đăng ký kênh với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.